Thưa quý vị, cây rau má, loài cây mọc tự nhiên, chủ yếu dùng để chế biến món ăn, thức uống gần gũi với đời sống của người dân xứ Thanh, nay đã có hướng phát triển mới và xuất khẩu đi nhiều thị trường trên thế giới. Hiện một đơn vị ở Thanh Hóa liên kết với hơn 200 hộ nông dân trồng rau má để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Rau má được nghiền thành bột bán ra thị trường với giá từ 1,8 đến 2 triệu đồng 1 kg. Đặc biệt, bột rau má đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản có giá lên đến 6 triệu đồng 1 kg. Ngoài ra, nhiều sản phẩm được chế biến từ rau má đang hướng đến xuất khẩu, vươn ra các thị trường nước ngoài khó tính: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ, Úc, Thái Lan và một số nước châu Phi. Theo dự tính, với 10 đến 11 vụ một năm, nếu tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, năng suất rau má đạt 45 đến 50 tấn một hecta. Trừ tất cả chi phí, người nông dân sẽ có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Trong lúc nhiều mặt hàng thực phẩm tiêu dùng đang quay cuồng tăng giá thì nhiều loại trái cây trong nước lẫn ngoại nhập đang có giá tốt, mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trong những ngày nắng nóng. Từ sau Tết Nguyên đán, nguồn cung trái cây tại thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh rất dồi dào. Nhiều loại trái cây phổ biến, có lượng tiêu thụ lớn như dưa hấu, bưởi, ổi, xoài, chuối, mít vào mùa bày bán số lượng lớn tại các chợ, cửa hàng, siêu thị với giá rẻ hơn nhiều so với trước Tết lẫn cùng kỳ năm 2021. Đại diện một số siêu thị cũng cho biết gần một tháng nay, nắng nóng, mặt hàng trái cây rau củ có giá tốt, trong đó nhiều loại luân phiên giảm giá từ 15 đến 20% nên sức mua tăng mạnh so với trước. Để đa dạng nguồn cung, các siêu thị cũng nhập thêm nhiều loại trái cây ngoại như nho Mỹ, cam Ai Cập, quýt Úc. Nhiều loại trái cây được luân phiên giảm giá từ 15 đến 20%. Trước tình hình giá cả nhiên liệu vật liệu xây dựng chủ yếu đang có nhiều biến động, xu thế biến động tăng khó dự báo ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc xác định công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng. Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng đầu cơ thổi giá. Thường xuyên rà soát, cập nhật các vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố. Đối với các vật liệu xây dựng chủ yếu có biến động nhiều, tổ chức xác định công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng đáp ứng yêu cầu quản lý về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm việc công bố giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn và biểu mẫu quy định, đồng thời gửi kết quả về Bộ Xây dựng để theo dõi và tổng hợp. Thưa quý vị, chưa bao giờ vấn đề quản lý và xử lý vi phạm trong việc khai thác cát lại trở nên nóng như trong thời gian vừa qua. Nếu phải liệt kê thì việc khai thác cát trái phép tại nhiều địa phương đã và đang trở thành một vấn nạn với nhiều hệ lụy kép khi mà bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng của người dân. Cùng với đó là diện tích đất canh tác bị thu hẹp, còn tài nguyên thì bị thất thoát. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Thanh Hóa. Những hình ảnh này do nhóm phóng viên kênh VTC14 ghi nhận ngày 23 tháng 3 theo phản ánh của người dân hai huyện Cẩm Thủy và Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hình hài bãi bồi đã bị biến dạng. Riêng cái bãi cát này này, không biết mỏ chỗ nào cấp phép hay được phép cấp bơm hút nạo vét như thế nào chúng tôi không biết. Nhưng mà hiện nay cái dân xóm tôi đây này, cả một cái dãy này là mất ngủ về đêm, thuyền nghĩa là 4-5 thuyền là cứ thế cả đêm. Tàu đậu sát bờ, vô tư thả vòi hút cát ngay cạnh diện tích hoa màu của người dân. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún nứt nhà cửa, sạt lở bờ bãi ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Ôi, có lần có mà đến cả chục 7-8 con đấy. Lần nào nhiều thì phải tầm chục con, 12 con. Còn lần bình thường dai dái như thế này thì cứ tầm 2-3 con hút dài dái là đều liên tục. Còn có lần nhiều đậu kín cả luôn một khu đấy luôn. Không hiểu nổi để dân mất ăn mất ngủ. Mở bãi thì sụt hết mà buổi tối thì hút cả đêm mà nữa này, 2-3 giờ sáng vẫn hút bình thường. Bao nhiêu lần thấy công an rồi các thứ về cứ hết đỏ nọ đỏ kia thấy nhiều lắm rồi. Từ lúc đang còn trên kia cơ mà thấy đây sạt hết lở hết cả bãi rồi. Người dân cũng chả thấy cơ quan chức năng nào giải quyết như dân cơ. Vẫn thấy có dấu hiệu là có những cái tàu thuyền là hút ở ngoài cái khu vực
Nhưng mà cái này thì cũng xác định là cái tàu thuyền là nó thuộc về cát tặc thôi. Chứ còn trong khi mà họ thực hiện như thế thì họ không có đeo biển số hay là như thế nào của tàu thuyền cả. Cái việc cấp phép thì thường hiện nay vẫn chủ yếu là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tức là anh đã là người cấp phép rồi. Thế và đồng thời anh là người cũng lại giám sát cái việc khai thác cát xem có đúng cái phép anh cấp không. Mà đã gọi là tỉnh thì sự thực ở Việt Nam lực lượng người chính quyền cũng như là bảo vệ pháp luật ở cấp tỉnh hiện nay là khá đông. Thế thì chứ anh trực tiếp cấp tỉnh là phải làm được chuyện đó chứ. Để cho người dân được ngủ ngon. Chứ không phải bắt người dân lúc nào cũng ngày ngày lo lắng về cái việc cát tặc lúc nào đến. Đồng thời anh mới là người có cái lực lượng cano, có cái lực lượng công an, có lực lượng bộ đội chính quy, bộ đội địa phương. Và anh đủ lực lượng để có thể là ngăn chặn cát tặc. Nhưng tại sao anh không làm? Dư luận đặt câu hỏi về việc có hay không sự tiếp tay, bảo kê, buông lỏng quản lý của chính quyền các cấp và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc để xảy ra tình trạng cát tặc lộng hành, rút ruột nguồn tài nguyên quốc gia. Tại sao các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương lại để xảy ra cái tình trạng như vậy? Điều này có nghĩa là có khả năng là một là do cái quá trình quản lý của chúng ta yếu kém, lơ là trong quản lý. Vấn đề thứ hai là có thể dẫn là cái lợi ích nhóm ăn chia đấy. Thứ ba là chính là cái gì ạ, là bảo kê cho cái cát tặc. Điều này để dư luận người ta bức xúc quá nhiều năm rồi. Những chiếc tàu hút cát sừng sững khai thác suốt ngày đêm không phải là cây kim, sợi chỉ để chính quyền địa phương trả lời không biết và nói rằng khó quản lý. Và việc làm rõ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào ngang nhiên đưa tàu vào khai thác khi chưa được cấp phép liệu có khó hay vướng mắc nào với chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa? Cát tặc lộng hành là do chính quyền bất lực hay làm ngơ vẫn là câu hỏi còn được bỏ ngỏ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 3 thống nhất nới trần làm thêm trong tháng từ 40 lên 60 giờ, trong năm từ 200 lên 300 giờ cho tất cả ngành nghề, trừ một số nhóm lao động. Quy định thực hiện tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 trong bối cảnh doanh nghiệp cần phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nới trần làm thêm nhưng giữ nguyên cách tính lương là chưa công bằng với lao động. Theo ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nới giờ làm thêm buộc người lao động phải tăng ca, đánh đổi nhiều hơn thì phải tính tiền tăng ca lũy tiến cho họ. Giữ nguyên như hiện nay là rất thiệt thòi cho lao động và đề xuất làm thêm từ 201 đến 250 giờ, tiền lương phải nâng lên 200% trong ngày làm việc bình thường. Lương tăng lên đến 300% nếu làm thêm từ 251 đến 300 giờ, tiếp tục tích lũy lên đến mức lương 400 đến 500% nếu lao động làm thêm ngày cuối tuần và dịp lễ Tết. Nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân tích, giới chủ thường viện dẫn giờ làm thêm của Việt Nam thấp so với các nước để đề xuất tăng, nhưng lại quên mất thời gian làm việc chính thức của người lao động Việt Nam cao hơn rất nhiều nước, lên đến 48 tiếng một tuần. So sánh lao động hai khu vực nhà nước và doanh nghiệp cũng đã thấy bất bình đẳng. Công chức viên chức nhà nước làm việc 40 giờ một tuần do được nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, còn công nhân trong các doanh nghiệp làm việc lên đến 48 giờ. Trong một năm, công nhân phải làm việc nhiều hơn 400 giờ, tiếp tục tăng ca, sức khỏe công nhân sẽ bị suy giảm, dễ xảy ra tai nạn lao động. Nhiều chuyên gia cũng băn khoăn về khả năng thanh tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện có đúng quy định tăng giờ làm thêm hay không. Các cuộc tấn công qua mạng nhắm vào ngành tài chính ngân hàng được các chuyên gia dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Trong đó thì những đích ngắm chủ yếu sẽ hướng đến loại hình như ví điện tử hay tiền ảo. Trong báo cáo tổng hợp về tình hình an toàn thông tin, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam nhận định tấn công có chủ đích bằng mã độc tống tiền, tấn công âm thầm vào các ứng dụng công nghệ và tấn công lừa đảo trong ngành tài chính ngân hàng là ba xu hướng nổi bật năm nay. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã và đang khiến nhu cầu giao dịch, thanh toán trên môi trường Internet tăng mạnh. Điều này vô tình tạo tiền đề cho nhiều nhóm hacker gia tăng hoạt động lừa đảo nhằm vào người dùng của các dịch vụ ngân hàng online hay ví điện tử tiền ảo. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2021 đến hết tháng 2 năm 2022, các cơ quan chức năng đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.300 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào hệ thống thông tin tại Việt Nam,
gồm 8.022 cuộc tấn công cài mã độc, 2.358 cuộc tấn công lừa đảo và 1.792 cuộc tấn công thay đổi giao diện. Từ ngày 15 tháng 3 đến nay, thành phố Hà Nội đã cơ bản khôi phục tất cả hoạt động sản phẩm du lịch trên địa bàn, không giới hạn loại hình, quy mô, phạm vi của hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Hiện các bảo tàng, di tích lịch sử cũng như các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị thêm và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách quốc tế. 8 giờ sáng, những vị khách này đã có mặt tại khu di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò để vào tham quan. Gần 2 năm qua, địa điểm du lịch này phải đóng cửa phòng dịch. Dạ, mọi người rất là tích cực và chủ động ấy. Dạ, em không nghĩ là đến đây mọi người lại rất là thân thiện với em và hướng dẫn em nhiệt tình như thế này ấy ạ. Em thấy công tác rất là đầy đủ ạ. Thứ nhất mình phải quét mã QR, xong rồi chúng ta phải rửa tay sát khuẩn mới được vào. Còn việc thăm khách tham quan thì đã được chia làm hai luồng, là một chiều đi và một chiều về riêng để mọi người tránh gặp nhau. Để chuẩn bị đón khách quốc tế, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã thiết kế ra nhiều tour tham quan mới, chú trọng vào các tour đêm để quá trình tham quan hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đại diện Nhà tù Hỏa Lò cũng rất tự tin với kênh thuyết minh tự động với 7 ngôn ngữ khác nhau. Du khách quốc tế muốn tìm hiểu về hiện vật hay di tích nào thì bấm vào mã số, máy sẽ tự động thuyết minh. Khi mà chuyến bay thương mại mà được vào rồi ấy, thì du khách quốc tế và bạn bè quốc tế năm châu bốn biển là sẽ đến với di tích Hỏa Lò rất nhiều. Vì thường trước đây thì chúng tôi là số lượng khách chính là của khách nước ngoài, thì chúng tôi cùng các bộ phận nghiên cứu đã nghiên cứu ra rất nhiều các sản phẩm văn hóa mới, các cái tour tuyến mới. Từ trước ngày mở cửa du lịch 15 tháng 3, đơn vị lữ hành này đã hoàn thiện các bộ sản phẩm, nhân lực phù hợp để đón khách du lịch quốc tế và đáp ứng các yêu cầu đi du lịch của du khách tại các thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ, châu Âu, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị đến các đối tác và khách hàng ở những thị trường nói trên. Chúng tôi có những cái bộ sản phẩm nó đặc thù hơn, chẳng hạn như là trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên. Ngoài ra thì còn kết hợp những cái sản phẩm khu vực ba nước Đông Dương, sản phẩm du lịch Việt Nam, Lào, Campuchia và kết hợp với các nước bạn để triển khai các cái sản phẩm này. Như vậy thì du khách quốc tế, đặc biệt là những cái thị trường châu Âu, Trung Mỹ đến với Việt Nam thì còn có thể đi tham quan được cả các cái nước bạn. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa du khách quốc tế bởi hiện nay Việt Nam gần như hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine mũi 3 với việc mở đường bay quốc tế và ban hành các quy định chống dịch với hành khách. Việt Nam đang đi trước đón đầu làn sóng khách du lịch quốc tế và tự tin có thể đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Bản tin của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do F0 gia tăng trong nhà máy phân xưởng. Giải pháp cho tình trạng này là gì? Nội dung này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai, 26 tháng 3.